từng đứng đầu giàn hoa 85, giờ Dương Mịch thua cả Đường Yên. Thời điểm mấy năm trước, Dương Mịch vẫn đứng đầu giàn hoa 85, với nhiều phim ăn khách và lưu lượng cao ngất ngưỡng. Chỉ là thời thế thay đổi, Dương Mịch bây giờ đã mất đi vị trí đứng đầu kia, sự nghiệp tụt dốc không phanh, và thua một loạt các đối thủ. Đặc biệt hơn, một người từng không được đánh giá cao như Đường Yên, mà giờ cũng đã vượt qua Dương Mịch. Vì sao giữa đôi bạn thân cũ này lại có khoảng cách lớn đến vậy? Nhiều người cho rằng, có lẽ nữ diễn viên cung tỏa Tâm Ngọc quá tự tin, và cho rằng không ai trong dàn mỹ nhân cùng thời có thể lật đổ được vị trí của cô. Vậy nên suốt nhiều năm qua, Dương Mịch luôn bình thản. Khi chuyển hình thất bại, thì cô lại quay về với phim thần tượng. Thậm chí, ngôi sao 38 tuổi này còn không mặn mà với việc nâng cao diễn xuất, nhận phim mà chẳng có sự tận tâm và kinh nghiệm nào. Tuy nhiên, những mỹ nhân khác trong dàn 85 cũng không chịu ngồi yên. Mỗi người họ đều có định hướng để phát triển sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh thuận lợi bước chân vào giới chính kịch, Lưu Diệc Phi đóng phim nào thì phim đó đều nổi tiếng, hay Nghê Ni giờ đã thăng hoa bên điện ảnh. Điển hình là Đường Yên, người từng xếp sau Dương Mịch trên mọi phương diện, nay chỉ nhờ Phồn Hoa mà đã tìm được mùa xuân thứ hai. Sự vất vả suốt 3 năm trời của Đường Yên đã giúp cô nhận về kết quả ngoài mong đợi, không chỉ được khen ngợi về diễn xuất mà cô còn có đề cử thị hậu Bạch Ngọc Lan năm nay. Những nỗ lực thay đổi bản thân của Đường Yên khiến khán giả ngạc nhiên. Từ một diễn viên chỉ đóng đại nữ chủ phiên một, nay Đường Yên chấp nhận cả những vai phụ, làm nền cho người khác, chỉ để nâng cao diễn xuất và chuyển hình. Hiện tại, những cố gắng của nàng mỹ nhân bên nhau trọn đời đã được đền đáp, và điều đó cũng đã giúp cô vượt mặt Dương Mịch trong cuộc chiến ngầm kéo dài suốt nhiều năm qua. Xét theo tình hình hiện nay, nếu tiếp tục giữ vững sự ổn định như khi đóng Phồn Hoa, thì Đường Yên có nhiều ưu thế để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Dương Mịch đang ở thế yếu, nhưng chỉ cần cô cố gắng và tiến bộ vượt bậc trong phim mới, thì cơ hội trở mình vẫn còn. Khuyết điểm hình thể Lưu Diệc Phi. Mới đây, Lưu Diệc Phi tham dự lễ trao giải Bạch Ngọc Lan với chiếc váy thêu hoa, sản phẩm hot couture xuân hè 2024 của Elizabeth, kết hợp với trang sức cao cấp Lagari. Tuy nhiên, thần tiên tỷ tỷ vẫn bị chê là không phù hợp với váy rễ vai, vì làm lộ khuyết điểm hình thể của cô. Lưu Diệc Phi vốn là ngôi sao dễ tăng cân, đặc biệt là phần vai xuôi, kém thon gọn, phần vai khiến phần trên cơ thể Lưu Diệc Phi nhìn tròn trịa hơn hẳn so với nữ diễn viên Vạn Thiến đứng ở bên. Trong loạt ảnh do công ty của Lưu Diệc Phi hay người hâm mộ nữ diễn viên đăng tải, phần vai đều được chỉnh sửa vuông và bớt dày hơn. Bên cạnh đó, gương mặt Lưu Diệc Phi cũng lộ cằm ngấn mở, làn da không căng bóng mịn màng, đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, nhưng hình ảnh đã qua chỉnh sửa, giúp Lưu Diệc Phi trẻ trung như tuổi 20. Theo QQ, việc Lưu Diệc Phi nhờ cậy công cụ chỉnh sửa ảnh đã gây ra không ít tranh cãi trong những lần nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện công khai trước đây. Người hâm mộ của nữ diễn viên một mặt khen Lưu Diệc Phi đẹp tự nhiên khỏe mạnh, không cần chạy theo mốt mình hạt xương mai mà các tiểu hoa đáng khác ưa chuộng, thậm chí chê bai các ngôi sao khác. Thế nhưng, họ nhiều lần chỉnh sửa ảnh của Lưu Diệc Phi gầy hơn thực tế. Bên cạnh đó, mới đây Lưu Diệc Phi cũng gây tranh cãi với phát ngôn về đạo đức nghề nghiệp. Nữ diễn viên cho rằng, trong giới giải trí, có một số người được lăng xê, nổi lên quá nhanh sau đó buông thả, những diễn viên đó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với công chúng, cũng đem đến những thứ rất tiêu cực cho giới biểu diễn nghệ thuật và sẽ không đi được xa. Tuy nhiên, chính bản thân Lưu Diệc Phi cũng là ngôi sao được o bế nâng đỡ từ những vai diễn đầu tiên, nữ diễn viên cũng không phải người tích cực làm việc và từng bị chê về sự chuyên nghiệp. Vì vậy theo QQ, phát biểu của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi và cô không nên nhận xét về người khác bởi vì cô không có tư cách. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Lưu Diệc Phi đang nói tới Ngô Diệc Phàm, nam diễn viên từng hợp tác với cô và đã bị đi tù vì hành vi cưỡng hiếp tập thể. Trong câu chuyện tiếp theo, nữ diễn viên còn chia sẻ cô từng gặp người tồi tệ hơn cả các nhân vật nam trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Vu Chính, biên kịch thị phi, nhưng nhiều phim bạo. Trong làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Vu Chính luôn gắn liền với những cuộc tranh cãi và thị phi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng anh là một biên kịch tài năng, liên tục tạo ra những bộ phim đình đám và được khán giả yêu thích với những tác phẩm nổi tiếng như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mỹ Nhân Tâm Kế, Diên Hy Công Lược và gần đây nhất là Mặt Vũ Vân Giang. Vu Chính đã chứng minh khả năng sáng tạo và nắm bắt thị hiếu của khán giả. Hoạt động nghệ thuật gắn liền với thị phi. Vu Chính là một biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là biên kịch vàng. Anh là cha đẻ của nhiều bộ phim cổ trang ngôn tình ăn khách, nhưng cũng khiến công chúng ngán ngẩm vì đời tư liên tục vướng vào những tranh cãi và chỉ trích. Cụ thể, Vu Chính bị ghét bỏ vì nghi vấn đạo nhái kịch bản và loạt những phát ngôn gây sốc khi sản xuất Tân Thần Điêu Đại Hiệp.
lên sóng năm 2014, tạo hình tiểu long nữ đùi gà của Trần Nghiên Hy bị chê xấu, nhưng Vu Chính lại bảo vệ nữ diễn viên và khẳng định cô là tiểu long nữ trong lòng mình. Tuy nhiên vài năm sau, anh lại tuyên bố Angelababy mới là diễn viên mà mình muốn giao vai tiểu long nữ, gây ra làn sóng so sánh giữa hai nữ diễn viên. Đây cũng chỉ là một trong những phát ngôn khiến nam biên kịch bị chỉ trích là kẻ bất nhất. Vu Chính cũng không ngần ngại đưa ra những phát ngôn bảo vệ nghệ sĩ của mình, dù đôi khi gây tranh cãi. Khi bộ phim Hạo Lan Truyện phát sóng, giọng thoại của Ngô Cẩn Ngôn bị chê, Vu Chính khẳng định rằng, ngay cả những diễn viên hàng đầu như Châu Tấn cũng chỉ độc thoại như vậy. Những phát ngôn thẳng thừng của anh nhiều lần gây sóng gió dư luận và khiến nhiều ngôi sao rơi vào tình thế khó xử. Năm 2020, công chúng còn rúng động với loạt ảnh Vu Chính bị diễn viên Thẩm Thái đánh trong quán ăn. Theo đó, nam biên kịch được cho là không rõ ràng trong việc phân vai cho Thẩm Thái. Cuối cùng, vì thái độ mập mờ nên anh đã bị nam diễn viên đánh cho một trận. Sự nghiệp nhiều phim bạo khiến ai cũng ghen tị. Dù đời tư đầy rẫy thị phi, Vu Chính vẫn sở hữu gia tài nhiều bộ phim hot đáng ngưỡng mộ, các tác phẩm như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mỹ Nhân Tâm Kế, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Diên Hy Công Lược và gần đây nhất là Mặc Vũ Vân Giang đều vô cùng thành công, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ra mắt năm 2011, Cung Tỏa Tâm Ngọc là bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, phim xoay quanh Tình Xuyên do Dương Mịch thủ vai, một cô gái hiện đại bị đưa trở về quá khứ và cuốn vào những tranh giành quyền lực tại cung đình. Bộ phim thành công nhờ xây dựng câu chuyện giả tưởng, tình tiết lãng mạn và hấp dẫn trong bối cảnh lịch sử, thu hút lượng lớn khán giả. Mỹ Nhân Tâm Kế là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Vu Chính. Khi mới phát sóng, bộ phim đã được chiếu đồng thời trên 5 đài truyền hình, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ. Với dàn diễn viên nổi tiếng như Lâm Tâm Như, Trần Kiện Phong, Dương Mịch, Mỹ Nhân Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu tranh quyền lực và tình thù trong hậu cung, tạo nên câu chuyện kịch tính và hấp dẫn. Lục Trinh Truyền Kỳ là dự án làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh, với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu, Dương Dung, Kiều Nhậm Lương và Đường Nghệ Hân. Phim nổi bật với bối cảnh mới lạ, phục trang đẹp mắt và tình tiết chặt chẽ, sự trưởng thành của nữ chính Lục Trinh từ những khó khăn thử thách, gửi gắm thông điệp tích cực tới khán giả. Diên Hy Công Lược đánh dấu sự chuyển mình thành công của Vu Chính, tạo nên cơn sốt không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan rộng ra các quốc gia lân cận. Đây cũng là dự án đưa Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải vụt sáng thành sao. Bộ phim giúp khán giả hiểu thêm về tâm tư và tình cảm của phụ nữ thời phong kiến, cũng như lễ nghi và trang phục thời nhà Thanh. Gần đây nhất, Vu Chính lại bỏ túi thêm một dự án hot là Mặc Vũ Vân Giang. Mặc dù không được quảng bá rầm rộ, phim lại thu hút sự chú ý nhờ nội dung hấp dẫn. Phim kể về Tiết Phương Phi, một tài nữ bị chồng hại và được Khương Lê cứu giúp. Câu chuyện xoay quanh hành trình báo thù của Tiết Phương Phi đã chinh phục khán giả nhờ kịch bản đơn giản dễ hiểu nhưng vẫn rất đặc sắc và lôi cuốn. Kết luận: không thể không kể đến một năng lực bá đạo của Vu Chính là chọn lựa diễn viên rất phù hợp với vai diễn. Các bộ phim của anh tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ tỏa sáng, như trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh trong Lục Trinh Truyền Kỳ hay Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hy Công Lược. Bên cạnh đó, việc đầu tư kỹ lưỡng vào bối cảnh, trang phục và các chi tiết sản xuất khác cũng giúp tăng tính hấp dẫn và chân thực cho phim. Dù thường gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng Vu Chính rất hiểu khán giả mong muốn gì ở một bộ phim. Khán giả hiện nay vẫn ưa thích những bộ phim dễ hiểu, giải trí và hấp dẫn. Công thức này đã được Vu Chính áp dụng thành công trong nhiều bộ phim và tiếp tục phát huy hiệu quả trong Mặc Vũ Vân Giang. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.